excuse me, do you speak English? Speak English? I want to get here to here. You know this road here? What name? No? Sao ngồi đây buồn vậy? Chán quá ông ơi. Sao bà chán? Lúc nãy có ông Tây hỏi tôi có mấy câu mà tôi không biết gì luôn. Tưởng chuyện gì? Đây, tôi có cái app EduTalk sẽ giúp bà thay đổi tất cả. Bà đâu cần gì phải ngồi ở đâu học. Bà đi tới đâu học cũng được. Ôi thật à? Đây. Bạn chưa tìm được giáo viên ngoại ngữ cho riêng mình hay đang học ngoại ngữ với chi phí đắt đỏ và phương pháp nhàm chán và kém hiệu quả? Bạn vất vả nhiều năm học ngoại ngữ sao vẫn thiếu tự tin khi trò chuyện cùng người nước ngoài? Đến với EduTalk, bạn chắc chắn tìm được giáo viên ngoại ngữ cho riêng mình và các cuộc trò chuyện thực sự với người bản xứ. EduTalk cung cấp hơn 1.000 khóa học về 10 loại ngoại ngữ phổ biến tại Việt Nam. EduTalk cam kết hoàn tiền trong vòng 24 tiếng khi học viên chưa hài lòng. Hãy đến với EduTalk ngay hôm nay để trải nghiệm website công nghệ kết nối giữa học viên và giáo viên gia sư tốt nhất hiện nay. Đơn giản thế à? Vậy là bây giờ tôi có thể ở nhà học tiếng Anh rồi. Chắc chắn điều đó rồi. Thôi, đi mình đi nha. Đi. Ok. Đây là kênh giáo dục trực tuyến edutalk.vn, một nền tảng kết nối tuyệt vời giữa người học với gia sư, giảng viên tại Việt Nam và toàn cầu. Hiện đã có hơn 3.000 học viên lựa chọn ứng dụng học tập trực tuyến tại EduTalk. Ngoài thế mạnh về ngoại ngữ, EduTalk mang đến ngân hàng các lớp học đa dạng, phong phú. EduTalk kết nối cung cấp kiến thức, kỹ năng trên hầu hết các lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống hiện nay. ISO càng cao thì chất lượng ảnh càng kém. Thì do vậy chúng ta nâng ISO đến một mức nào đó ta dừng lại. EduTalk là một cái phương tiện vận chuyển cái kiến thức. EduTalk có thể là dạy làm nông dân, có thể dạy IT, có thể dạy cái nghề mà thất truyền, bổ sung cái nghề nghiệp, bổ sung cái kỹ năng sống. Thì EduTalk sẽ cung cấp tất cả giải pháp đấy cho tất cả mọi người có nhu cầu. Với EduTalk, học viên có thể dễ dàng tìm kiếm lớp học, giảng viên theo lựa chọn của mình. Việc thanh toán qua mạng rất tiện lợi và dễ dàng. Người học không cần phải đóng học phí tròn khóa, học bao nhiêu, thanh toán bấy nhiêu. Ngoài học online, khi học viên có nhu cầu, EduTalk có thể cung cấp giảng viên dạy trực tiếp ở các bộ môn đòi hỏi tính thực hành cao. Hôm nay mình học cách phát âm của động từ, âm cuối của động từ ED và S. Thì trong phát âm ED mình có phân ra hai loại, một loại hữu thanh và một loại vô thanh. Cái việc đi làm thêm nó làm em mất nhiều thời gian, cho nên không có thời gian để có thể đến trung tâm học. Nếu đến trung tâm học mà có những buổi mà em đóng tiền rồi mà em không đi thì mình bỏ phí mất. Vì thế nên được cái rất là tiện đó là em có thể ở nhà hoặc là nhiều khi đi dạo trong công viên thì em cũng có thể học với chiếc điện thoại nhỏ thôi là em có thể học được với cái ứng dụng này rồi. Cùng với sự phát triển của công nghệ kết nối mạng thời 4.0, EduTalk.vn đang hướng tới việc trở thành kênh học tập trực tuyến lớn nhất và hàng đầu tại Việt Nam. Với ứng dụng EduTalk, chọn và đặt cho mình một lớp học cũng dễ dàng như gọi một cuộc taxi công nghệ thời nay vậy.